Đại Thành kính chào quý khách hàng Núi Tôm Quảng Canh. Chúng tôi rất mong nhận được nhiều lượt đăng ký kênh hơn và ủng hộ của quý khách để chúng tôi có thêm niềm phấn khởi, xây dựng nhiều thông tin bổ ích, phong phú trong quá trình nuôi tôm Quảng Canh thường gặp phải. Chủ đề hôm nay là những cơ chế hình thành thức ăn tự nhiên cho tôm nuôi khi sử dụng sản phẩm vi sinh hữu cơ Đại Thành Biblock định kỳ cho vuông nuôi tôm Quảng Canh. Cơ chế thứ nhất, sản phẩm sẽ bổ sung những chất dinh dưỡng hữu cơ cho vùng đất nuôi tôm và hệ vi sinh vật có lợi, giúp khoáng hóa đất đai, làm môi trường nuôi tôm sạch hơn. Từ đó, khi sử dụng sản phẩm cho vuông nuôi Quảng Canh, sản phẩm giúp kích thích hệ trùng chỉ ốc gạo và các vi sinh vật sinh sôi trong vuông nuôi, làm thức ăn giàu dinh dưỡng cho tôm cua nuôi trong thời gian đầu sau khi thả giống. Cơ chế thứ hai, sản phẩm Đại Thành Biblock có dạng bột mịn, chứa thành phần dinh dưỡng hữu cơ nhất định và mật độ vi sinh vật có lợi cao. Khi bón sản phẩm cho ao nuôi tôm cua có thể sử dụng trực tiếp sản phẩm làm nguồn thức ăn rất tốt để sinh trưởng và khỏe mạnh. Cơ chế thứ ba cũng là cơ chế quan trọng nhất để tạo thức ăn bền vững nhất trong suốt vụ nuôi. Đó là các hệ vi sinh vật có lợi trong sản phẩm hoạt động mạnh mẽ trong môi trường ao nuôi sẽ giúp phân hủy và chuyển hóa mạnh các bùn bã hữu cơ trong ao nuôi như là xác động thực vật, xác tảo, bùn đất, phân tôm hay phù sa trở thành các nguồn protein hay gọi là chất đạm để làm thức ăn dinh dưỡng dồi dào cho tôm cua nuôi. Cụ thể, đó là các hệ vi sinh vật dị dưỡng trong sản phẩm sẽ sử dụng các nguồn nitơ có trong môi trường, các nguồn carbon hữu cơ dễ tiêu từ sản phẩm hay từ các chất lơ lửng, xác tảo, liên kết các nguồn trên lại tạo thành các hạt biblock. Các hạt block này có hàm lượng protein, axit amin rất là dồi dào và trở thành thức ăn giàu dinh dưỡng cho tôm cua nuôi. Từ những cơ chế hình thành thức ăn tự nhiên trên của sản phẩm vi sinh hữu cơ Đại Thành Biblock, nên ta thấy khi bón sản phẩm cho vuông nuôi tôm Quảng Canh định kỳ, tôm cua nuôi có hiện tượng mau lớn, khỏe mạnh và màu bóng đẹp. Trên đây là chia sẻ của Đại Thành về cơ chế hình thành các thức ăn tự nhiên cho tôm cua nuôi Quảng Canh sau khi sử dụng sản phẩm vi sinh hữu cơ Đại Thành Biblock cho vuông nuôi.